Bác sĩ ơi, con 17 tuổi cắt da bao quy đầu thì có muộn quá không? Thưa bạn là không muộn, bởi vì cắt da bao quy đầu là do tình trạng hẹp bao quy đầu hay bán hẹp bao quy đầu hay phimosis nó gây nghẹt da bao quy đầu hay là các cái viêm nhiễm nhiều lần mà nó xảy ra các cái biến chứng mà có chỉ định cần phải cắt da bao quy đầu thì ta cắt bao quy đầu bất kể một cái tuổi là kể cả cái tuổi nhỏ hay tuổi 17 hay trên 17, thậm chí là các bác 70-80 tuổi mà có chỉ định cần phải cắt thì vẫn phải cắt. Không có thể vấn đề về sớm muộn. Còn các cái trường hợp bạn hẹp hoàn toàn bao quy đầu từ nhỏ mà không lộn lên được, hay bán hẹp các bạn rất khó lộn lên mà các bạn không biết mà đến 17 tuổi bạn biết, thì bạn lên đi khám để được cắt càng sớm càng tốt, chứ không có vấn đề về muộn hay không muộn. Những cái trường hợp muộn là những cái trường hợp mà các bạn để hẹp lâu ngày, nó sần sùi bao quy đầu, các bạn không lộn lên được, thậm chí có trường hợp nó loét sùi ra, đó là trường hợp có chỉ định cần phải cắt ra bao quy đầu mà bạn cần phải đi khám bác sĩ để được thăm khám và chỉ định làm càng sớm càng tốt.